are not dead. Hello, Q. I've missed you. Your watch. How strong is it? It's fairly strong. We haven't had the time to test it properly. Just be careful. This is gonna go brilliantly. James Bond. Xin chào các bạn đã quay trở lại với Giao Bản Lạc Story. Ngày hôm nay thì chúng tôi đã quay trở lại trong cái thời gian mà đợi một vài vị khách hàng của chúng tôi thì tranh thủ review một chiếc đồng hồ đảm bảo rất là đỉnh. Đó. Như các anh em đã biết, thời gian gần đây thì trend đeo đồng hồ với dây cao su nó đang là trend, đúng không ạ? Và trước mắt tôi đang là một chiếc hộp rất là đỉnh. Và chiếc đồng hồ ngày hôm nay tôi review đảm bảo với anh em, nó là một chiếc đồng hồ rất là đặc biệt đến từ thương hiệu Omega. Và chiếc đồng hồ đó là chiếc đồng hồ gì, chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video này các bạn nhé. Gia Bảo Luxury, trao gửi báu vật của thời gian. Chiếc đồng hồ ngày hôm nay tôi giới thiệu tới anh em, đó là một chiếc đồng hồ thuộc bộ sưu tập Seamaster 300. Đây là một chiếc đồng hồ đương nhiên rồi, như tôi đã giới thiệu, nó là một chiếc đồng hồ rất đặc biệt, limited, chỉ có 7.007 chiếc. Tại sao nó lại là con số lẻ như vậy? Nó liên quan đến chính là chàng điệp viên 007 James Bond của chúng ta. Và chiếc đồng hồ đó đặc biệt như thế nào? Nào, sau đây thì chúng ta hãy cùng unbox ngay bây giờ anh em nhé. Đây, nhìn cái hộp rất là đỉnh đúng không? Rất là to. Ví dụ như là anh em mà chơi đồng hồ ấy, thấy hộp Rolex, mặc dù một chiếc đồng hồ Rolex có giá 20.000 đô, một cái hộp bé tí ti như này thôi này. Đây chúng ta thấy một chiếc hộp rất là lớn, với nó phải to phải gấp 4 lần một cái hộp tiêu chuẩn của Rolex. Và tại sao mà tôi nói chiếc hộp này đặc biệt? Khi chúng ta mở lại, chúng ta mới thấy được bên trong nó rất là đầy đủ, rất là chỉn chu, rất là đẹp nữa. Và đương nhiên rồi, một phiên bản kỷ niệm thì Omega cũng không thể làm kiểu hơi hớt được. Cái mặt hộp này được làm với cái logo Omega ở phía bên trên, hình xoáy nòng, hình nòng đạn này, xoáy đạn này. Và đây, phụ kiện rất là nhiều, cái bao, tác, sổ, thẻ, hướng dẫn đầy đủ. Thôi để tạo ra một bên nữa nhé. Nào, chúng ta mở cái hộp của Omega ra thì chúng ta sẽ thấy được đó, chiếc hộp của Omega này. Đây, anh em đã nhìn thấy đúng không ạ? Nó rất là to, nó có hai cái nút ở đây này. Hai cái nút này nó thay cho cái lẫy mở truyền thống nó ở góc này. Khi chúng ta ấn vào hai cái nút này, chúng ta sẽ mở cái hộp ra. Đây. Xịn sò chưa? Quá xịn sò luôn. Ở phía bên trong ấy thì được làm từ những cái phần ốp này, thì được làm từ da lộn. Da lộn sờ rất là sướng. Đây, chúng ta sẽ có một hộp travel box rất là đỉnh. Một travel box. Đây là gia huy nhà James Bond, với tên bài hát trong cái bộ phim No Time to Die, tôi nhớ là vậy. We have all the time in the world. Đó là cái bài hát ở trong cái phim của James Bond No Time to Die. Đó, còn đây là logo là gia huy nhà James Bond. Hộp thì rất là xịn. Đây, travel box. Phía đằng sau thì nó là vẫn là biểu tượng viên đạn xoáy, nòng xoáy. Đó là cái hộp travel box của phiên bản Omega 007 này. Rồi, nó mở ra. Ở trong cái hộp này thì đây là vị trí của ông chủ, vị trí của chiếc đồng hồ, nó đặt ở đây. Và ở đây chúng ta sẽ, khi chúng ta mở cái hộp này ra, phía bên phải chúng ta sẽ được trang bị thêm một bộ dây kim loại và một cái dụng cụ để chúng ta thay dây. Omega làm rất là cẩn thận, mà tôi phải đánh giá là nếu mà so với những chiếc Rolex hay là những chiếc Patek đi, thì hộp với phiên bản này rất là đáng tiền, đúng không ạ? Đấy, một cái hộp với đầy đủ rất nhiều đồ chơi, hay chúng ta gọi là full option đấy. Đó, rất là đẳng cấp, đúng không?
Thôi, thế thì quay trở lại nhân vật chính của chúng ta. Nhân vật chính của chúng ta đâu? Đây, nhân vật chính của chúng ta ở trong cái hộp này. Đây, đây là một cái hộp treo bóc của Gia Bảo. Gia Bảo làm những cái hộp này bằng xưởng của chúng tôi. Thì tôi luôn luôn đặt những chiếc đồng hồ vào đây, trái tim. Đó, nhân vật chính của chúng ta đây. Đây chính là cái phiên bản tôi sẽ đánh giá ngay sau đây. Đây chính là phiên bản Seamaster 300. So với một phiên bản phổ thông ấy, thông thường ấy, thì nó không có gì thay đổi. Nó được giới thiệu ra mắt năm 2018 với cái cỗ máy 8800, không có gì thay đổi cả. Trước đây thì tôi đã review rất là nhiều về cái phiên bản phổ thông đấy rồi. Thì tôi ở trong cái video này tôi chỉ giới thiệu cái phiên bản này, khác gì phiên bản đó thôi. Thì như tôi vừa mới nói, ở trong cái hộp của chúng ta có hai bộ dây đúng không? Và cái phiên bản này nó được đi kèm với dây cao su. Dây cao su trending, trending hiện nay. Những chiếc đồng hồ thể thao thường là sẽ đi với dây cao su. Đeo thì nó rất là khỏe. Và nó thể hiện một cái điều gì đấy là chúng ta rất là năng động. Thì với cái phiên bản đặc biệt này thì chúng ta sẽ có một cái miếng vàng ở bên hông. Nó sẽ đánh cái số thứ tự của chiếc đồng hồ này. Limited 7007 chiếc. Thì cái phiên bản này của tôi đang sở hữu, tôi đang review đây là 1506. Nó là thứ tự 1506. Và cái miếng vàng này, nó là miếng vàng thật nhá anh em nhá, chứ không phải là mạ vàng. Nó được chạm khắc đầy đủ các cái dấu hiệu như là Omega này, vàng 750 vân vân ở bên hông. Còn ở phía mặt số của chúng ta, phía mặt số phiên bản này thì vẫn là cái logo quen thuộc. Đó chính là cái nhận diện quen thuộc, chứ không phải là logo, nhận diện quen thuộc của những chiếc 007. Đó là cái hình viên đạn xoắn vào. Đó, vẫn là hình viên đạn xoắn. Chúng ta sẽ thấy ở trên mặt hộp này, hộp Checo Box này và rất nhiều nơi. Đó, logo góc 12 giờ đấy chính là lại là gia huy của nhà James Bond. Đó, một điểm đặc biệt nữa và một lát nữa tôi sẽ show cho anh em xem, đó chính là cái logo cái cọc số góc 10 giờ của chiếc đồng hồ này ở trong bóng tối phát dạ quang, thì nó sẽ ghi là kỷ niệm 50 năm, rất là hay. Nó là dạ quang 50 năm ở góc 10 giờ ở đây này. Cái phiên bản mà giới thiệu cùng với chiếc đồng hồ này đó là có một phiên bản nữa, nó là phiên bản vàng champagne. Thì chiếc đấy thì tôi không có sẵn ở đây, nhưng chiếc đấy có một điểm khác biệt với phiên bản thép này, đó chính là phiên bản này thì có lịch, còn phiên bản kia thì không có lịch. Đấy là một điểm nuối tiếc với một phiên bản vỏ vàng. Phía đằng sau của chiếc đồng hồ này nó là logo gia huy của nhà James Bond. Tuy nhiên là tôi không bóc nó ra, chúng ta sẽ nhìn qua hình ảnh thôi. Đó, không có nhiều điểm khác biệt so với một phiên bản standard, một phiên bản phổ thông Seamaster 300. Chúng ta sẽ thấy được ở phiên bản này có một cái gì đấy nó khỏe khoắn này, năng động này, và nó rất đặc biệt như chính anh James Bond trong cái phần No Time to Die ấy. Đó, sau đây thì tôi sẽ thử lên tay để anh em thấy nhá. Chỉ vì review lại phải mặc vest hơi mệt ấy. Review cái đồng hồ kỳ công lắm ấy. Dây của Omega này, như tôi review mấy phần trước rồi, rất là sướng, rất là đáng tiền. Đó, anh em nhìn thấy chưa? Thêm khẩu súng. Đấy, chuẩn chưa? Đấy, nhìn lên nó rất là vừa vặn đúng không? Rất là vừa vặn. Và tôi cáo với anh em là đến 9 trên 10 người sẽ hiếm khi sử dụng cái dây kim loại, mặc dù là chiếc đồng hồ này được trang bị cả dây kim loại. Đó, bởi vì sao? Vì dây cao su của phiên bản này nó quá là đẹp rồi. Đó, đẹp và năng động nữa. Đó, và mức giá cho chiếc đồng hồ này, nhìn với cái hộp rất nhiều đồ chơi như vậy, có mức giá đâu khoảng chưa đến 200 triệu. So với một chiếc Rolex thì chúng ta khó mua được một chiếc nào biệt lắm, và chúng ta chỉ mua được những chiếc Datejust phổ thông thôi, và thậm chí là nó còn đã qua sử dụng ấy. Bây giờ giá Rolex rất là cao, thế nên là nếu tôi có khoảng tầm gần 200 triệu, mà nếu mà bạn thích thương hiệu Rolex thì không nói làm gì, nhưng để chọn một chiếc đồng hồ đem lại cho chúng ta nhiều thứ hơn, nhiều đồ chơi hơn, đem lại những cảm xúc nó khác biệt ấy, thì tôi sẽ lựa chọn chiếc đồng hồ này thay vì một chiếc Rolex Datejust hay một chiếc đồng hồ Rolex Sport nào đó. Và đây là cuối video này rồi. Nếu như các bạn thấy video này hấp dẫn, đừng ngại follow kênh và comment ý kiến ở phía bên dưới video này các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.